những cái địa phương đang là tiếp giáp với Bình Dương như là Trơn Thành, Đồng Phú và Đồng Xoài thì đã sẽ được hưởng lợi đầu tiên. Và hiện nay ở Đồng Phú đang là xây dựng mạnh về đường xá, những cái tuyến đường kết nối sang sân bay Long Thành, những cái tuyến đường cao tốc để rút ngắn thời gian đi lại, những cái khu công nghiệp. Chào anh chị và các bạn. Đại khu công nghiệp ở Bình Phước vẫn đang triển khai, và cơ hội cho bất động sản ngay thời điểm này chúng ta có nên đầu tư. Và cái công trường trước mặt anh chị là cái tuyến đường và khu công nghiệp anh chị ạ, khoảng hơn 40 mét, một đầu đằng sau Nguyễn Đoàn ấy, thì hướng vào công nghiệp, và một đầu hướng ra DT về Bình Dương, thủ phủ công nghiệp tại nước ta. Và những cái đại công trường như thế này đặc biệt là trong cái giai đoạn đang là xây dựng và phát triển thì rất là dễ đầu tư. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó đã hiện nguyên hình, nó đã rõ ràng rồi. Và đặc biệt là cái thời điểm này nữa, thời điểm mà đang có nhiều các cái biến động trong lĩnh vực bất động sản, thì đối với cái cơ hội thì nó rất là nhiều. Bởi vì những cái tài sản hiện nay đang là bán nỗ, trong tình trạng bán nỗ có thể là 50% hoặc là 60%, tùy từng người bán. Cái quan trọng là cái quyết định của mỗi một nhà đầu tư đến đâu thôi. Có những anh chị thời điểm này có thể họ sẽ đưa ra quyết định được, có những anh chị thì không đưa ra quyết định được, bởi vì lo lắng, sợ hãi, nhiều lý do khác nhau. Cái người đang là áp lực tài chính thì các anh chị khó bán, còn những anh chị mà đang muốn mua thì không biết đây đã là thời điểm mua hay chưa. Thì trong cái trường hợp này anh chị có thể đi thực tế anh chị nhá. Thực tế thì chúng ta đến từng khu vực xem là với cái tài chính của mình, với cái nhu cầu của mình thì đầu tư ở đây đã hợp lý hay chưa, và với cái dự án đấy, với cái khu vực đấy thì liệu có tiềm năng hay không. Bởi vì khi mà những cái dự án này nó đang chỉ nằm trên giấy ấy, thì cái độ rủi ro nó cao. Và thực tế cái thời điểm đấy cái giá bất động sản nó phi mã rất là nhanh quý vị ạ. Nhưng ở cái chu kỳ, ở cái thời điểm như thế này thì mọi thứ đã hình thành, thì giá bất động sản nó đang là giảm xuống. Rõ ràng đây là một cái cơ hội, bởi vì chúng ta có thể học những thị trường đã phát triển công nghiệp từ trước như ở Bình Dương, Đồng Nai hay Thành phố Hồ Chí Minh. Thì các địa phương này cái hiệu quả bất động sản công nghiệp vô cùng lớn. Đầu tiên nó là cái giai đoạn lãi vốn tăng trưởng rất là tốt, 30%, 50%, 80%, thậm chí xx trong một thời gian ngắn, đặc biệt là những cái giai đoạn đang là xây dựng như thế này. Còn thời điểm khi mà công nghiệp có nhà máy hoạt động, đạt tỷ lệ lấp đầy tốt, công nhân kéo về đông, thì lúc đấy khai thác dòng tiền sẽ cực tốt, đặc biệt ở những vị trí vàng như là góc ngã ba, ngã tư, những cái điểm mà rốn dân, thì những cái điểm đấy cho thuê cũng được giá, mà kinh doanh buôn bán cũng hiệu quả. Cái vấn đề là gì? Chúng ta có đủ duyên hoặc chúng ta có chịu tìm kiếm ra những vị trí đấy hay không thôi. Còn bất động sản thì nó vẫn tiềm năng như vậy, không thay đổi anh chị ạ. Và đặc biệt trong thời gian tới nữa, với những cái chính sách của tỉnh Bình Phước về thu hút công nghiệp thông qua những cái nội dung như là gì ạ? Về giá thuê, về khu vực, về phát triển đường xá để kết nối vào các khu công nghiệp như thế này, thì các nhà đầu tư ở trong nước cũng như là ngoài nước họ rất là muốn về. Và đặc biệt là Bình Phước, những cái địa phương đang là tiếp giáp với Bình Dương như là Trơn Thành, Đồng Phú và Đồng Xoài thì đã sẽ được hưởng lợi đầu tiên. Và hiện nay ở Đồng Phú đang là xây dựng mạnh về đường xá, những cái tuyến đường kết nối sang sân bay Long Thành, những cái tuyến đường cao tốc để rút ngắn thời gian đi lại, những cái khu công nghiệp. Và đầu tư cái thời điểm này, nếu chúng ta có tiền nhàn rỗi chưa sử dụng vào việc gì thì đây là một thời điểm tốt để chúng ta có thể đầu tư. Còn trong trường hợp chúng ta chưa có đủ vốn thì
không nên sử dụng đòn bẩy tài chính, trừ khi anh chị đủ khả năng trả lãi, duy trì tài sản, bán đúng thời điểm. Bởi vì thời điểm này, cái việc mà đáy hay chưa thì chúng ta không thể biết được, không thánh nào có thể đoán được đâu là thời điểm đáy. Nhưng giá rẻ là chúng ta có thể mua được, và còn tiềm năng là chúng ta có thể mua được, đúng không ạ? Bởi vì cơ sở hạ tầng đang phát triển như thế này, công nghiệp thì đang lấp đầy, chẳng có lý do gì mà bất động sản nó không có lãi, trừ khi chúng ta mua phải những cái bất động sản ví dụ như là không có pháp lý rõ ràng, hoặc là bị vướng quy hoạch, hoặc là mua phải cái giá quá cao, thì những cái đấy là điều khó thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta đầu tư ở ngay cái thời điểm này mà mua của những người đang thật sự cần tiền, họ bán gấp và họ bán giảm giá, thì chắc chắn nó sẽ còn lại anh chị ạ. Cái quan trọng cái năng lực của mỗi người đến đâu thôi. Bởi vì tổng quan tại Đồng Phú hay là Bình Phước thì những cái bất động sản bán thời điểm này phần lớn đều giảm giá rất là mạnh, từ 30 cho đến 60% tùy từng nhà đầu tư. Và nên đầu tư hay không thì chúng ta có thể tham khảo từng khu vực, và nên đi xem thực tế anh chị ạ. Nên đi xem thực tế chứ không phải tin vào những cái thông tin một chiều, ví dụ như là người này gửi cho chúng ta và họ nói rằng đấy, có công nghiệp đấy, có dân cư, có đường xá thông thương. Nhưng mà đấy là những cái thông tin một chiều, không có hình ảnh thực tế, không có video thực tế. Tất cả những cái thông tin đấy chúng ta cần phải kiểm chứng thì mới hiệu quả được. Chứ còn nó chỉ nằm trên giấy hoặc là những cái thông tin ở trong tương lai thì cái độ mập mờ, nó, độ rủi ro nó khá là cao, trừ khi giá nó thật tốt và chúng ta đủ nguồn lực để đầu tư lâu dài thì mới hiệu quả được. Còn việc nướt nát đầu tư ngắn hạn trong cái thời điểm này thì rất là rủi ro, trừ khi chúng ta là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, trừ khi chúng ta là những nhà đầu tư có lượng tiền mặt tốt. Đôi ba cái tài sản nó bị chôn vốn thì không là vấn đề của chúng ta, thì đấy là một điều bình thường. Còn trong trường hợp hiện nay nguồn lực tài chính của chúng ta có hạn thì anh chị chúng ta nên đi thực tế anh chị nhá. Đi thực tế từng khu vực một, từng địa phương một. Đấy, đầu tư hay không đầu tư cũng được, nhưng mà có thêm thông tin để chúng ta so sánh. Và khu vực mà Nguyễn Đoàn đang review cho anh chị đây thuộc huyện Đồng Phú, Bình Phước, anh chị có thể đến địa phương này tham khảo. Với cái tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng hiện nay như ở Đồng Phú thì tầm nhìn từ 2 đến 3 năm tới với sự bùng nổ về công nghiệp sẽ rất là lớn. Đây là những cái tầm nhìn có thể dự đoán được dựa vào các cái địa phương đã phát triển công nghiệp từ trước. Còn đầu tư hay không thì anh chị có thể xem lại cái tài chính của mình, cũng như đi thực tế và xem xét cái cơ hội ngay tại cái thời điểm này khi mình đang được tiếp cận. Và anh chị cần những thông tin nào hãy để lại bình luận ở bên dưới, Nguyễn Đoàn sẽ hỗ trợ anh chị, hoặc là kết nối vào số điện thoại Zalo. Và đừng quên chia sẻ video cho người khác, cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh, nút thích trang Facebook để lần sau nhận được những nội dung mới sớm hơn người khác từ bất động sản Bình Phước Nguyễn Đoàn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.